Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Tôi có một cái trải nghiệm nhỏ nhỏ để cho quý vị và các bạn hiểu thêm về những cái quy định pháp luật. Và video hôm nay có tên là Biết để xử sự đúng, biết để làm đúng. Tôi có những cái trăn trở khi mà tôi đi tòa. Có những khi đương sự nộp cái đơn ở tổ bộ phận thụ lý và tổ thụ lý yêu cầu cung cấp cái ví dụ như trong trường hợp tuyên bố mất tích thì tổ thụ lý yêu cầu cái xác nhận của công an thì đi 5 lần 7 lượt và họ không có thể xác nhận được và họ cho rằng tòa làm khó họ. Cũng có những cái trường hợp ví dụ như là xác nhận nơi cư trú của bị đơn để biết được rằng người này đang cư trú ở tại thành phố Hồ Chí Minh và mới đủ thẩm quyền nộp tại tòa án nơi bị đơn cư trú, thì cái đương sự đó, cái người đi nộp đơn đó không cung cấp được. Còn rất là nhiều những cái câu chuyện, và khi mà không cung cấp được, đi 5 lần, 7 lần, thậm chí có những người họ nói họ đi vài chục lần, và các bạn biết không, họ không làm được. Một lần hướng dẫn, vì cái kiến thức của mình nó cũng chỉ là hạn chế, không hiểu được thế nào là tống đạt, không hiểu nào là mất năng lực hành vi dân sự, không hiểu thế nào là xác nhận nơi bị đơn cư trú. Những cái từ thuật ngữ của dân nhà luật thì nó rất là khó. Và tôi cũng biết một số anh chị em là luật sư ở nước ngoài, họ cũng nói với tôi rằng là thực sự là những cái từ dân nhà luật rất là khó. Và thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi gửi và tôi đưa cái thông điệp một cách rất là cơ bản nhất. Cơ bản ở đây là một cái từ tôi sẽ giải thích 5 lần, 10 lần, thậm chí 20 lần để cho quý bạn đọc hiểu cái thuật ngữ nhà luật để mình hiểu mà mình làm đúng. Hôm nay tôi kể một cái trăn trở của luật sư. Đó là hôm trước tôi đi tòa án thành phố Hồ Chí Minh và tôi thấy rằng khi mà án phúc thẩm xử xong thì họ lên cái đương sự đó, họ lên họ yêu cầu là lấy bản án. Thì cái bạn thư ký bạn lại nói rằng là bản án thì không biết là khi nào mới có, thì bạn lại xin số điện thoại. Thì cái người này trong một cái cơn bức xúc thì có một cái hành xử nó không đúng, quát mát nạt gì đó. Tại vì tôi cũng hiểu tâm lý của đương sự, sau khi những cái vụ kiện mà bị thua thì họ có những cái bức xúc. Thì trên nguyên tắc là bản án phúc thẩm là không có kháng cáo nữa. Tuy nhiên rằng là họ nói rằng là họ phải lấy cái bản án để họ kháng cáo. Và như vậy quý vị và các bạn biết không, cái đương sự đó họ không biết. Và họ tưởng rằng là sau khi cấp phúc thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì họ lại còn được cái quyền kháng cáo nữa. Và họ hành xử rằng nếu như trong trường hợp mà tôi không có lấy được cái bản án đó thì tôi bị mất cái quyền kháng cáo quá hạn thời hạn kháng cáo. Và từ đó cái đương sự này có hành vi chửi xúc phạm gì đó tới thư ký. Và tôi cho rằng là mình hiểu và mình nắm những cái quy định của pháp luật, mình vận dụng và mình cảm thấy đúng. Ví dụ tôi cho quý vị và các bạn ví dụ, trong mình là đương sự trong một vụ kiện, mình là bị đơn. Nếu mình không biết thông tin nguyên đơn kiện cái gì thì mình có thể làm một cái đơn xin sao chụp
tài liệu. Thì thẩm phán đồng ý thì cho mình sao chụp tài liệu. Thì cái đó là cái quyền của mình. Mình được nhận cái thông báo về thụ lý vụ kiện. Và sau khi thông báo thụ lý vụ kiện này thì mình sẽ trả lời với tư cách là bị đơn. Mình có quyền cung cấp những cái chứng từ mà cho rằng để bảo vệ quyền lợi của mình cho tòa án. Giấy tờ mình cung cấp thì phải bằng, thứ nhất là bằng bản chính hoặc bằng bản sao có chứng thực. Còn nếu như trong trường hợp mình không có những cái bản sao đó, ví dụ như giấy vay tiền thì không có bản sao, thì mình sẽ cung cấp cho tòa cái tờ photo. Sau đó trong cái quá trình mà thụ tòa thụ lý giải quyết thì mình đưa cho tòa để sao y bản chính. Đó là những cái quyền mà đương sự nói chung phải biết. Vì mình biết cho nên mình vận dụng. Giống như trường hợp hôm đó tại thành phố Hồ Chí Minh, thì đương sự lên bảo rằng là chị này, chị lên bảo rằng là anh phải ghi cho tôi một cái tờ giấy đặng đến ngày hôm đó anh cung cấp cho tôi cái bản án. Nhưng mà luật thì không có cho cái quyền, luật nói rằng là sau khi bản án tuyên có hiệu lực pháp luật thì cung cấp cái bản án. Và tại án phúc thẩm thì không còn quyền kháng cáo nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong các quá trình hành nghề thì có những lúc trăn trở lắm. Vì thực tế là thấy những cái trường hợp đó và mình cũng muốn giải thích cho họ rằng là ông ơi bà ơi, ông bà mà quậy như vậy, ông bà mà có một cái thái độ cực đoan như vậy, có thái độ tiêu cực như vậy thì nó chỉ ảnh hưởng tới ông bà thôi. Luật pháp, pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật dân sự không có quy định điều này. Thì nếu như trong trường hợp chúng ta có yêu cầu mà chúng ta biểu hiện một cái thái độ không đúng thì chúng ta sẽ bị thiệt hại. Bây giờ điển hình đơn giản một cái ví dụ để kết lại cái video. Có một bà mẹ đi nộp ly hôn với con. Thì trên nguyên tắc đương sự, tòa chỉ tiếp những đương sự là nguyên đơn con của bà và bị đơn là chồng. Thì bà cứ một mặt một mực bà yêu cầu được vào với con. Vì bà bảo rằng là con tôi đẻ ra, tôi biết cái câu chuyện của nó. Tòa bảo rằng là đương sự ai là nguyên đơn. Thực ra đó là cũng là có những cái cách giải thích mà về mặt uyển chuyển. Có một số anh chị thẩm phán có kinh nghiệm thì họ sẽ trả lời một cách rất là uyển chuyển. Và nhưng mà cũng có một số đương sự cực đoan là như vậy. Bà bảo rằng là tôi là mẹ nó, mà nó là nguyên đơn thì tôi phải đi vào chung với nó, để không tôi sẽ con tôi bị ăn hiếp. Thì đây quý vị và các bạn ạ, trong cái việc biết để làm đúng, biết để xử sự đúng là một cái câu hỏi mà khi chúng ta không phải một ngày một bữa mà chúng ta có thể cập nhật, có thể những cái kiến thức mới, những cái kiến thức về luật. Tôi không có một cái tư tưởng rằng nói là quý vị sẽ học luật giống tôi. Tuy nhiên rằng là video này chỉ tặng cho quý vị và các bạn để những ai đó đang đi tòa, đang chuẩn bị đi tòa, đang chuẩn bị nộp đơn đến tòa thì hãy biết được cách xử sự của mình như thế nào. Nếu trong trường hợp có pháp luật điều chỉnh về vấn đề này, mình có thể nghiên cứu pháp luật điều chỉnh về vấn đề này nó phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp luật điều chỉnh vấn đề kia nó phù hợp thì mình hãy vận dụng cái đó để có lợi cho mình. Ví dụ như nãy tôi có nói, nhận cái biên bản có ý kiến trình bày và bổ sung cung cấp chứng cứ tài liệu bằng bản sao, bản chính
thậm chí rằng là nếu mà không có bản sao bản chính đó thì mình cung cấp bản photo nhưng có đối chiếu. À, thông qua cái video này thì tôi tặng đến quý vị và các bạn, chúng ta hãy hành xử như một người có văn hóa. À, chúng ta cố gắng để đưa ra những cái thông điệp, việc thắng việc thua ở tòa là chuyện cung cấp những cái chứng từ, chứ còn cái việc mà tỏ một cái thái độ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng như vô tình xúc phạm tới những người mà xét xử mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chắc những cái video sắp tới thì tôi có khoảng 50 câu hỏi, thì tôi sẽ dần dần trả lời trong từ video. Tôi đã trả lời tới video thứ 3 rồi, thì tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn video thứ 4 cho tới video thứ 50, mỗi người bằng một video. Và thông qua cái video đó thì tôi sẽ có những cái câu hỏi cực kỳ đơn giản, tuy nhiên rằng là tôi muốn lồng lên những cái thông điệp để trở thành cho quý vị và các bạn, để giống như là một cái đạo diễn chuyên nghiệp làm một cái phim vậy đó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.